Đây chắc chắn là một trong những bộ phim đáng sợ nhất vào khoảng 15 năm trước. Nó chính là bộ phim kinh dị lên sóng năm 2006, Forbidden Floor. Điều đáng nói đến là, bộ phim này do Kim Seo-hyung, nữ thần bá đạo của nước Hàn, người phụ nữ ngầu nhất Nam Hàn, và Kim Ji-jung, sao nhí hàng đầu nước Hàn, đẹp từ nhỏ đến lớn, đóng vai chính. Câu chuyện phải nói từ cặp mẹ con đơn thân này. Hôm ấy, Bin Jang đưa con gái Ju-hee dọn đến một tòa nhà chung cư mới mở. Do trước giờ Bin Jang không hề tin vào chuyện thần tiên ma quỷ, cho nên cô đã dọn vào chung cư vào ngày không nên dọn nhà. Che Min Jang lấy chìa khóa từ phòng nghiệp vụ xong thì đưa con gái Ju-hee vào thang máy. Khi Ju-hee đang tìm nút thang máy tầng 5 thì phát hiện ra chung cư này thế mà lại không có tầng 4. Min Jang và Ju-hee dọn vào căn phòng số 504. Thực ra hai người đang sống trong phòng số 404 vì chung cư không thể để lãng phí bất cứ tầng lầu nào. Cũng có nghĩa là tầng 3 thật ra chính là tầng 5. Min Jang không hề biết, phòng nghiệp vụ còn giấu cô một chuyện cực kỳ đáng sợ. Mấy ngày trước, khi Eun Mi sống trong căn phòng 505 này, đã thấy một con ma trong cầu thang, sau đó cô ta đã chết một cách bí ẩn trong nhà. Mà căn phòng cách vách của Min Jang chính là phòng 505, cũng có nghĩa là căn nhà kế bên thực ra là nhà ma. Tối hôm đó, Min Jang đã nằm mơ một giấc mơ rất đáng sợ, dường như dự báo có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Đúng là như thế, hôm sau Min Jang đã gặp chuyện đáng sợ khi cô bước vào cầu thang đi xuống tầng 1. Cô đang thầm nhớ số lầu đã đi qua trong đầu, cho đến khi cô nghĩ mình đã đến lầu 1 rồi, thì chuyện quỷ dị đã xảy ra, xuất hiện trước mắt cô không phải là lầu 1, mà là lầu 2. Min Jang tưởng rằng mình nhớ nhầm, đếm thiếu một tầng, nhưng thực ra không phải thế. Cô ấy không hề nhớ sai, mà vì lúc nãy Min Jang đã đi qua một tầng lầu vốn không hề tồn tại. Cũng vào lúc đó, Ju-hee đang ở nhà xem TV, bỗng nghe có âm thanh lạ từ ngoài vừa. Cô bé bước ra ngoài nghe thử, thì bỗng sau lưng xuất hiện một con ma áo trắng tóc dài. Vào lúc đó, Ju-hee nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra. Cô bé lấy can đảm nhìn ra ngoài thì nhìn thấy một cậu bé xẹt ngang qua. Đến tối đó, Min Jang uống không ít rượu trong buổi tiệc của công ty. Khi cô rời khỏi bữa tiệc và trở về nhà thì lại phát hiện mình quên mang chìa khóa. Cô vừa gõ cửa vừa kêu Ju-hee mở cửa, nào ngờ người mở cửa lại là một cô gái xa lạ. Tối hôm đó, Ju-hee bước vào trong thang máy, không ngờ thang máy xảy ra sự cố, không ngừng qua lại giữa tầng 3 và tầng 5. Anh ta lấy điện thoại ra thì phát hiện không có sóng, thế là mở cửa thang máy ra leo ra ngoài. Khi anh ta chuẩn bị vào thang thoát hiểm, thì bỗng cảm thấy có cơn gió lạnh thổi sau lưng. Anh ta quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh nổi da gà này. Ju-hee sợ hãi cực kỳ, nhìn thấy ma nữ đang bước từng bước đến gần mình. Anh ta hốt hoảng chui lại vào trong thang máy, nào ngờ một giây sau, thang máy lại bình thường trở lại. Hôm sau, Min Jang rời khỏi nhà, nhìn thấy cái xác của người đàn ông đó, cảm thấy rất quen mắt. Lúc này bỗng cô nhớ đến ngày hôm qua, chính là vào sáng hôm qua, xem tí cô đã tông ông ta. Tối hôm đó, Min Jang về nhà, phát hiện trên người Ju-hee có nhiều đốm đỏ. Cô đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói với cô, đốm đỏ trên người Ju-hee là do khoáng chất gây nên. Nhưng điều quỷ dị là, chung cư mà Min Jang ở là tòa nhà bảo vệ môi trường mới xây, vốn không sử dụng khoáng chất để làm vật liệu xây dựng, chỉ có những căn nhà xây vào mười mấy năm trước mới sử dụng khoáng chất làm vật liệu xây dựng. Vậy vấn đề đến rồi đây, Ju-hee đã chạm vào khoáng chất từ đâu chứ? Min Jang sắp xếp cho con gái ở yên trong nhà rồi rời đi. Trên đường đến công ty, cô đã gặp người đàn ông sống ngay phòng 304 dưới lầu. Cũng vào lúc đó, Ju-hee rời khỏi nhà ra chỗ cầu thang, không biết con bé đi đâu. Khi Min Jang tan ca về đến nhà, phát hiện hành động của Ju-hee rất kỳ lạ. Con bé đang ngây người trước TV. Cô mở đèn phòng khách lên, đập vào mắt là cảnh những hình vẽ kỳ quái trên tường. Min Jang hỏi con gái sao lại vẽ bậy lên tường, nhưng Ju-hee lại nói không phải do mình vẽ, mà là một cậu bé khác đã vẽ. Min Jang liền nhận ra ngay có gì đó không ổn, muốn đưa Ju-hee tạm thời dọn đến nhà chị mình. Vào lúc đêm khuya, Min Jang nghe được tiếng gõ cửa dồn dập. Cô mở cửa ra thì nhìn thấy Trang Su ở lầu 304. Lời nói của Trang Su khiến Min Jang ngơ ngác, vì cô vốn không hề tạo ra tiếng ồn gì cả. Và lại Ju-hee đã ngủ say từ lâu rồi, cũng không thể nào là con bé tạo ra tiếng ồn. Vậy tại vì sao mà Trang Su lại nói anh ta nghe được tiếng ồn, ảnh hưởng đến việc anh ta nghỉ ngơi chứ? Sáng hôm sau, Min Jang đã làm buổi sáng xong gọi Ju-hee ăn, thì phát hiện con bé đang cầm kim tiêm dùng một lần đâm mạnh vào đồ chơi. Min Jang nhìn kim tiêm trong tay con bé, trong đầu xuất hiện cảnh mấy ngày trước. Cô nghi ngờ kim tiêm này là của Trang Su, nên đã xuống lầu tìm anh ta nói chuyện. Điều quỷ dị là, Min Jang phát hiện nhà của Trang Su không khóa cửa. Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bước vào phòng. Điều khiến Min Jang không ngờ đến chính là, tối qua Trang Su còn đang yên ổn, mà bây giờ đã biến thành cái xác lạnh băng. Sau khi cảnh sát chạy đến hiện trường, cô nhớ đến việc mấy ngày trước mình uống say đi nhầm lầu,
phát hiện lầu 3 có một cặp mẹ con đang ở, mà cặp mẹ con này sống trong nhà của Trang Su. Nhưng điều quỷ dị chính là, cảnh sát đến hiện trường kiểm tra, phát hiện Trang Su sống một mình. Nhưng Min Giang tin rằng mình không nhìn nhầm. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô chạy vào hiện trường tìm manh mối. Cô tình cờ phát hiện logo của một công ty xây dựng, mà công ty kiến trúc này là nơi công ty của Min Giang đã từng hợp tác. Cô vừa nhờ đồng nghiệp trong công ty điều tra hộ chuyện của công ty, vừa đưa Du Hy đến nhà chị mình ở tạm. Vào đêm hai người dọn ra khỏi công ty, cô đã ông chủ cửa hàng tiện lợi Bi Ung Đu thân thiện hiền hòa. Trước đây hai mẹ con Min Giang đã từng đến cửa hàng tiện lợi, nên ông chủ rất quen với Du Hy. Nhưng lần này Du Hy thấy ông ta thì lại bày ra bộ dáng rất hung dữ. Sau đó không lâu, Min Giang đã đưa Du Hy đến nhà chị mình. Khi hai chị em đang nói chuyện thì nghe tiếng kêu la trong phòng ngủ vọng ra. Min Giang chạy vào kiểm tra thì thấy cảnh dựng cả tóc gáy. Cô đưa Du Hy vào bệnh viện băng bó vết thương, lại đưa Du Hy về nhà chị mình. Hôm sau, cô nhận được điện thoại của đồng nghiệp gọi đến. Sau khi Min Giang gặp đồng nghiệp thì đồng nghiệp đã nói sự thật về kết quả điều tra cho cô nghe. Thì ra tòa chung cư nơi Min Giang đang ở là tòa nhà được xây lên sau khi phá tòa nhà cũ. Nhưng trong quá trình di rời tòa nhà cũ đã xuất hiện vài hộ dân không chịu rời đi. Công ty xây dựng muốn bảo đảm tiến độ nên đã mời 4 tên côn đồ đến để giúp đỡ. Cuối cùng 4 tên côn đồ đã đuổi hộ dân đi, nhưng trong đó có một cặp mẹ con kiên trì đến cuối cùng. Kỳ lạ là cặp mẹ con đó không lấy bất kỳ khoản tiền đền bù nào mà mất tích không tăm hơi. Cô ta tên là Siun Ok, sống ở phòng 404 ở lầu 3. Lúc này Min Giang lập tức nghĩ đến, nhất định cặp mẹ con này đã bị hại rồi. Cô đến cục cảnh sát và nói chuyện này cho cảnh sát nghe, nhưng cô không có chứng cứ, khiến cảnh sát không thể nào lập án. Tối hôm đó, chị Min Giang nói Du Hy đã mất tích. Lúc này bỗng cô nhớ đến lời Du Hy từng nói trước đó. Min Giang lái xe trở về chung cư tìm con gái, nhưng cô tìm một vòng mà không thấy bóng dáng con gái đâu. Khi cô đến cửa hàng tiện lợi hỏi ông chủ có nhìn thấy Du Hy đâu không, thì đồng nghiệp đã gọi đến. Đồng nghiệp nói đã tìm được tài liệu về những tên côn đồ xử lý những hộ không chịu dọn đi rồi. Bây giờ cô ta sẽ gửi ảnh của tên cầm đầu cho cô. Khi cô nhìn thấy ảnh tên cầm đầu thì rất sợ hãi. Thì ra những tên côn đồ giúp xử lý những hộ không chịu rời đi năm đó gồm có ông chủ cửa hàng tiện lợi Bi Ung Đu, Hi Un Mi, Du Hu và Trang Su. Bi Ung Đu phát hiện Min Giang đã biết sự thật, liền nhốt cô vào nhà kho chuẩn bị diệt khẩu. Vào lúc đó, Du Hy đang mất tích bỗng cầm ống tiêm đâm vào chân ông ta và dẫn ông ta đến lầu 4, lầu không tồn tại trong chung cư này. Đồng thời vào lúc đó, dưới sự dẫn dắt của Ok, Min Giang cũng đã đến lầu 4 và nhìn thấy sự thật mà Bi Ung Đu đã che giấu vào năm đó. Lúc này, hắn đang bắt lấy Du Hy. Nào ngờ một giây sau, Du Hy bỗng biến thành Siun Ok, người mà đã bị hắn hại. Bi Ung Đu liền sợ hãi cực kỳ, hốt hoảng tìm đường bỏ chạy. Kết quả ông ta sợ hãi phát hiện xung quanh toàn phòng 404, cho đến khi anh ta chạy vào cầu thang, tưởng rằng mình đã thoát ra rồi, thì phát hiện cổ chân bị người ta nắm chặt lấy. Ông ta lấy can đảm nhìn xuống dưới chân và sợ hãi phát hiện người bắt lấy cổ chân mình thế mà lại là Siun Ok. Cuối bộ phim, sau khi Bi Ung Đu chết thì không lâu sau Min Giang đã tìm thấy Du Hy. Hôm sau cô đi tìm người quản lý chung cư, yêu cầu đào xác của hai mẹ con Siun Ok ra để mai táng. Nhưng điều khiến cô không ngờ đến rằng người quản lý không chỉ không tin lời cô nói mà còn cho rằng cô là kẻ lừa đảo và đuổi cô ra khỏi chung cư. Khi Min Giang bắt xe rời đi, cuối cùng người quản lý sẽ đào xác hai mẹ con Siun Ok lên. Tôi đoán rằng cuối cùng người quản lý sẽ đào xác hai mẹ con Ok lên. Nếu ông ta không làm thế, chắc chắn sẽ bị con ma dắt đi. Review hôm nay đến đây là hết. Tôi là Review Phim. Nếu các bạn thấy hay, nhớ bấm like và theo dõi và bình luận nha. Kỳ sau gặp lại nè.